Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 6 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch di chuyển các cơ quan tỉnh vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh họp nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch di chuyển trụ sở các cơ quan hành chính vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh. Sau thời gian dài gặp khó khăn do xác minh nguồn gốc đất cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ đền bù cho các hộ dân, đến nay đã có thêm 4 hộ ở bản Xuân Tre 2 đồng thuận tháo dỡ, di rời tài sản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án chợ trung tâm xã Búng Lao, huyện Mường Ảng. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Trà đã và đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho vay vốn, từ đó góp phần giúp người nghèo có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch di chuyển các cơ quan tỉnh vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh đã họp nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch di chuyển trụ sở các cơ quan hành chính vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cùng các phó trưởng ban chỉ đạo gồm các đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Kế hoạch đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan của tỉnh vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Điện Biên có tổng số 15 dự án. Trong đó gồm 2 dự án về tái định cư và giải phóng mặt bằng, 3 dự án về kết cấu hạ tầng đô thị, 10 dự án về xây dựng trụ sở. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả triển khai đến nay có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, gồm trung tâm quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, trụ sở trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trụ sở tòa án nhân dân tỉnh. 3 dự án cơ bản đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra, gồm dự án nhà khách tỉnh, trụ sở bảo hiểm xã hội và trụ sở liên đoàn lao động tỉnh. 1 dự án phải thu hồi và hủy bỏ dự án cũ để tổ chức triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai và có 8 dự án chậm tiến độ. Tại hội nghị, các đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, đơn vị chủ đầu tư làm rõ một số khó khăn vướng mắc như công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, việc xác minh nguồn gốc đất phức tạp, khối lượng công việc bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Mặc dù đã được quan tâm tăng cường lực lượng cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, song chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số dự án đầu tư phát triển khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai chưa đáp ứng được theo kế hoạch. Một số dự án đã có mặt bằng sạch, song thủ tục hồ sơ để tổ chức đấu giá chậm. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức hội nghị xem xét kỹ lưỡng việc giải quyết triệt để phương án kiến trúc thực hiện kế hoạch di chuyển các cơ quan tỉnh, tăng cường triển khai các công việc trọng điểm khác, khẩn trương sắp xếp khoa học, phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành địa phương trong quá trình thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu hình thành các đề án xây dựng nhà ở xã hội cho người dân, cán bộ công chức có thu nhập thấp, nghiên cứu xây dựng đề án làm nhà cho cán bộ công chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu hội đồng thẩm định giá, phê duyệt đơn giá đất để trình hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để sớm ban hành các phương án đấu giá đất, tham mưu giải quyết các nợ đọng kinh phí khi thi công các công trình trọng điểm. Trước khi thực hiện dự án, cần nghiên cứu, xem xét kỹ năng lực các doanh nghiệp, tránh tình trạng giao quá nhiều việc cho một đơn vị, doanh nghiệp, dẫn đến quá khả năng thực hiện các dự án. Đề nghị huyện ủy Điện Biên giao nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu hình thành quỹ đất để xây dựng khu tái định cư của huyện để giải phóng mặt bằng. Sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ tổ chức kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc họp, các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy đã nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về tình hình, kết quả triển khai các chương trình mục tiêu về y tế trên địa bàn, tình hình công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2024 và dự thảo các loại báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của huyện ủy.
về thời gian tổ chức, chương trình và nội dung kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác tổ chức bộ máy cán bộ trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thảo luận cho ý kiến thống nhất vào từng nội dung trình tại kỳ họp. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lây đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực của thị xã Mường Lây đã đạt và vượt kế hoạch giao. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt trên 57% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 185 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 14 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 10 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán tỉnh giao, tăng 98% so với cùng kỳ. 12 trên 13 dự án được đầu tư từ vốn đầu tư công đang thi công đảm bảo theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Thị xã đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất trên địa bàn. Việc tổ chức triển khai các nội dung điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Mường Lây và huyện Mường Trà nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về các chỉ tiêu nhiệm vụ và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2024, tham gia ý kiến vào các báo cáo tờ trình chuẩn bị kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thị xã. Thưa quý vị, chiều nay Ban tổ chức game show Âm vang Điện Biên đã họp thống nhất nội dung ghi hình đợt 2 năm 2024. Trong đợt ghi hình lần 2 này, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện 6 số game show Âm vang Điện Biên. 6 số đợt ghi hình này có sự tham gia của 12 đội chơi là học sinh khối trung học cơ sở. Về phạm vi đối tượng đội chơi tham gia cũng đã được Ban tổ chức mở rộng ra toàn tỉnh, bảo đảm cho học sinh ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều được tham gia. Để các số game show Âm vang Điện Biên diễn ra đúng theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng, ekip thực hiện chương trình đã phân công cụ thể các thành viên trực phụ trách từng trường, kết hợp với phòng giáo dục và đào tạo, hướng dẫn các trường thành lập đội chơi và đôn đốc giám sát các trường tổ chức tập luyện. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị ghi hình các số game show đã hoàn tất. Chương trình game show đợt 2 năm 2024 sẽ được chính thức bấm máy vào 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 6 và kết thúc vào ngày 10 tháng 6 năm 2024. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng khẳng định ý nghĩa của chương trình game show Âm vang Điện Biên. Đây là sân chơi kiến thức lịch sử bổ ích và lý thú, được đông đảo khán giả đón nhận, ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, nỗ lực luyện tập của các đội chơi tham gia chương trình. Đồng thời thảo luận một số điểm mới về luật chơi, cách thức tính điểm, bấm chuông trả lời câu hỏi. Đến nay, huyện Mường Trà có 85 trên 110 trưởng bản, tổ trưởng, tổ dân phố là đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 80%. Để có được kết quả trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Trà đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát, đào tạo, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng, nhất là đối với đội ngũ trưởng bản, tổ trưởng, tổ dân phố đủ tiêu chuẩn. Chọn lựa kỹ lưỡng những đảng viên có uy tín giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng bản, tổ trưởng, tổ dân phố để nhân dân bầu chọn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò tầm quan trọng của trưởng bản, tổ trưởng, tổ dân phố là đảng viên. Việc nâng cao tỷ lệ trưởng bản, tổ trưởng, tổ dân phố là đảng viên đã tăng thêm sức mạnh tại các chi bộ, khu dân cư, khi đây là lực lượng gần dân, sâu sát cơ sở và là cánh tay nối dài của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, từng bước chuẩn hóa đội ngũ hoạt động không chuyên trách nói chung và đội ngũ trưởng bản, tổ trưởng, tổ dân phố nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông ở xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, ông Sùng Vàng Say, trưởng bản, phó điểm nhóm tôn giáo bản Hủy Trạ Hai, được bà con dân bản tin yêu bởi ông là người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do cấp ủy chính quyền địa phương phát động. Kết quả đạt được sau mỗi phong trào đã không chỉ giúp cho ông Say, người thân trong gia đình, dòng họ có được cuộc sống tốt hơn, mà cách làm và cách sống của ông Say đã lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng, truyền cảm hứng cho mọi người làm theo, từ đó góp phần xây dựng thôn bản đoàn kết, bình yên, đưa kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phóng sự chuyên đề 2 của những ngọn cờ nơi biên cương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gánh trên vai trách nhiệm của người đứng đầu bản và phó điểm nhóm tôn giáo,
Mỗi tuần một lần, ông Sùng Vàng Say vẫn dành thời gian cùng các thành viên đoàn thể xã và bản Hủy Trạ 2 đến từng nhà để tuyên truyền phổ biến pháp luật, luật tín ngưỡng tôn giáo chính thống cho người dân. Gần 60 tuổi, vậy nhưng dân bản Hủy Trạ 2 vẫn tín nhiệm bầu ông làm trưởng bản. Cứ như thế, trọng trách trưởng bản và vinh danh người có uy tín tại cộng đồng đã gắn bó với ông Say gần 20 năm. Và đó cũng là quãng thời gian ông trở thành người dẫn lối, người hòa giải, người đoàn kết của bà con dân tộc Mông, bản Hủy Trạ 2, xã Nậm Vì. Từ trước đến giờ là mình đi theo đạo Tin Lành, thì mình cũng động viên với tất cả các tín hữu, tín đồ trong điểm nhóm mình là phải đi theo một hướng là đúng cái đảo mà nhà nước đã cho phép thôi, và là không đi theo cái hải phép khác, và cái đấy là được nhà nước bảo hộ, và cái đấy là thứ nhất. Và còn cái nhận thức của anh em thì cũng đều là nhất trí như thế, mình là đi trước, mình là hướng dẫn. Một trong những dấu ấn đi đầu của ông Sùng Vàng Say chính là người đầu tiên ở bản Hủy Trạ 2 tiên phong thực hiện nghị quyết 05 của huyện Mường Nhé về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 bằng việc đưa cây quế vào trồng trên diện tích nương bạc màu. Sau đó, ông Say tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhìn cách ông làm, nhân dân và tín đồ thuộc điểm nhóm bản Hủy Trạ 2 đã lần lượt học tập, làm theo. Thì lúc đầu tiên là mình cũng đi tham quan, thấy các nơi khác người ta cũng trồng hết rồi. Thì bây giờ là thấy người ta cũng phát triển. Thì bây giờ về xong là mình cũng phát triển để trồng cây quế, xong là có 5 hộ anh em mình cũng đều là trồng. Trường bản đấy là tôi tin rằng là cũng rất là nhiệt tình và giúp đỡ bà con. Trường bản cũng trồng cây quế, về nhà nước cũng trở giờ tôi cũng trồng 80 cây rồi. Nhưng mà tôi tin rằng là thời gian tiếp theo nếu mà sống hợp cái đất ở đây, cây quế hợp đất ở đây thì tôi sẽ sẵn sẽ trồng thêm nữa. Đánh giá cao cách làm, cách sống của ông Sùng Vàng Say, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cấp ủy chính quyền xã Nậm Vì khẳng định, từ con người thực, việc làm thực của ông Sùng Vàng Say thì sức ảnh hưởng và uy tín của Đảng sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân và các tín đồ tôn giáo. Vừa qua thì đặc biệt là trong cái triển khai thực hiện cái chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới thì đã có đầu tư cho bản mấy cái đường nội bản, thì đồng chí là người tích cực trong cái việc tuyên truyền người dân để thực hiện hiến đất cho bản để thực hiện cái đường kiên cố hóa đường nội bản. Mặc Say là người gương mẫu để thực hiện phát triển kinh tế, đặc biệt là trong cái việc là chăn nuôi, thì hiện nay nhà đồng chí Sùng Vàng Say là có trên 10 con trâu, và bên cạnh đó để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó là đồng bào dân tộc số và cái chương trình giảm nghèo, thì đồng chí Sùng Vàng Say là người đi đầu tiên phong thực hiện là trồng cây quế. Thì đến nay thì đồng chí Sùng Vàng Say đã thực hiện trồng 1,7 ha quế, diện tích quế. Ngẫm chặng đường qua, kết quả của bản thân đạt được hôm nay, ông Sùng Vàng Say đã hiểu rằng mọi việc đều được cấp ủy Đảng và các đảng viên ở cơ sở sát sao hướng dẫn. Bởi vậy, bản thân ông Say rất mong muốn sớm được trở thành đảng viên để được đóng góp nhiều hơn cho nhân dân. Tôi đã đi học được cái lớp cả tình đảng. Bây giờ thì đang tiếp tục để làm hồ sơ để vào đảng. Vâng, thì bây giờ là muốn là để mình biết là đảng, đường lối của đảng như thế nào để mình biết là tôn theo, làm theo. Với bà con trong bản Hủy Trạ 2 nói riêng và bà con nhân dân xã Nậm Vì nói chung, ông Sùng Vàng Say không chỉ là tấm gương sống và làm việc theo pháp luật điển hình, mà ông Say còn là người đi đầu dẫn lối, giúp cho bà con phát triển kinh tế, tuân thủ đúng quy định pháp luật và rạch ròi việc đạo, việc đời, là giúp con người sống tốt hơn, xây dựng khối đoàn kết bền chặt giữa các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những sự đóng góp quan trọng của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc nơi biên cương cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, đưa kinh tế xã hội nơi vùng biên giới ngày càng phát triển sẽ được chúng tôi phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sau thời gian dài gặp khó khăn do xác minh nguồn gốc đất cũng như cơ chế chính sách để hỗ trợ đền bù cho các hộ dân, đến nay đã có thêm 4 hộ ở bản Xuân Tre 2 xã Búng Lao đồng thuận tháo dỡ, di dời tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án chợ trung tâm xã Búng Lao, huyện Mường Ảng. Trước đó,
Thường trực huyện ủy Mường Ảng và các ban ngành đoàn thể liên quan đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng, động viên các gia đình ủng hộ chủ trương của huyện về việc đầu tư dự án và một số hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Dự án chợ trung tâm xã Búng Lao có phương án giải phóng mặt bằng với tổng số 27 hộ, một tổ chức. Tổng diện tích đã ban hành quyết định thu hồi trên 6.100 m². Tổng số tiền bồi thường đã phê duyệt trên 1,8 tỷ đồng. Đến nay đã có 24 trên 27 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hai hộ bàn giao mặt bằng nhưng chưa đồng thuận phương án. Chỉ còn một hộ không đồng thuận và chưa bàn giao mặt bằng. Sau khi các hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, các lực lượng đoàn thể của xã Búng Lao, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện tập trung phương tiện, nhân lực hỗ trợ các hộ tháo dỡ, di chuyển tài sản, gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tập trung thi công các hạng mục còn lại để kịp tiến độ khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 28 tháng 6 tới. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6, dự án tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên, IREM, tiến hành trao 34 téc trữ nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà. Theo đó, dự án IREM được tài trợ bởi Liên minh Cứu trợ Đức thông qua Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Vùng xã Hủy Lèng đã trao 34 téc chứa nước cho 34 hộ dân thuộc bản Hủy Lèng, bản Ca Dính Nhè và bản Trung Dình. Mỗi hộ được cấp một téc chứa nước làm bằng inox, có bệ đỡ với thể tích 1.000 lít, trị giá 3,2 triệu đồng. Tổng giá trị tài trợ trên 100 triệu đồng. Các hộ hưởng lợi có trách nhiệm đối ứng một phần kinh phí, mua ống dẫn nước từ nguồn, mua vật liệu xây dựng, khu vực vệ sinh. Bên cạnh đó, các hộ dân được tuyên truyền về xử lý và trữ nước an toàn, xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Việc cấp téc chứa nước giúp hộ nghèo có hệ thống trữ nước an toàn trong mùa mưa, cũng như tích nước trong mùa khô hạn, được sử dụng nước hợp vệ sinh. Dự kiến cuối tháng 6 năm 2024, dự án IREM sẽ trao 59 téc nước cho các hộ dân tại xã Hừa Ngài và Hủy Lèng, huyện Mường Trà. Tính đến hết tháng 4 năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Điện Biên có gần 2.200 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động. Các tổ tiết kiệm và vay vốn là cánh tay nối dài trong việc thực hiện tín dụng chính sách, giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội thuận lợi và nhanh hơn, đồng thời cũng giúp ngân hàng quản lý tốt hơn nguồn vốn cho vay. Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, toàn tỉnh có 2.100 tổ xếp loại tốt và khá, chiếm 96%. Trên 93% số tổ không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn hàng tháng đạt cao, trên 98%. Ngoài làm tốt các khâu bình xét cho vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc, các tổ còn huy động tiền gửi của tổ viên với tỷ lệ tổ viên tham gia đạt 98%, tổng số dư tiền gửi đạt hơn 70 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành với người dân trong giảm nghèo bền vững, những năm qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Trà đã và đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó góp phần giúp cho người nghèo có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm 2023, được tiếp sức 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Trà. Gia đình ông Quang Văn Lún, chú tại bản Na Sang, xã Na Sang đã mua 6 con trâu bò giống sinh sản. Sau một năm gia đình xuất bán được một con, thu về gần 30 triệu đồng. Hai con bò đã đẻ, nâng tổng số đàn gia súc của gia đình lên gần 10 con. Cùng với đó, ông cũng phát triển hơn 400 m² ao nuôi thả cá để tăng thu cho gia đình. Trước kia là gia đình tôi chỉ làm nương làm giấy thôi. Thì đến khi có chính sách vay vốn ngân hàng để mua trâu mua bò để cày cấy để phát triển kinh tế. Trước tôi là hộ nghèo, bây giờ cũng làm ăn cũng vì tiền như chính sách này, thì tôi cũng vừa mới thoát nghèo 1-2 năm thôi. Thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 180 tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt các tổ tiết kiệm và vay vốn còn tích cực tuyên truyền, vận động thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ trên tinh thần tự nguyện nhằm hình thành thói quen tiết kiệm cho hộ vay vốn, giảm bớt khó khăn khi trả nợ. Đến nay đã có hơn 6.900 hộ vay vốn từ ngân hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng với số tiền từ 20.000 đồng trở lên. Vay vốn về cái ngân hàng chính sách thì nói chung là cũng nhìn chung là bà con cũng đa số chấp hành tốt, nói chung là hàng tháng nộp lãi đều đều. Về cái tiết kiệm gửi hàng tháng cũng nhìn chung là cũng 20.000 trở lên.
Đấy, nói chung là cũng bà con bây giờ cũng điều kiện hơn trước, khá giả hơn trước. Đấy, nói chung cũng 50.000 hoặc là 100.000 vào tích lũy tiết kiệm. Khi nào bà con trả hết gốc thì số tiết kiệm đấy người ta rút về. Hoặc là tháng nào là bà con ốm lâu là lấy cái tiết kiệm đấy vào trả lãi cho ngân hàng chính sách. Cũng tạo thói quen tiết kiệm để nâng cao ý thức của bà con để chấp hành về cái chỗ quy định của ngân hàng chính sách. Mục tiêu triển khai cho vốn vay đúng đối tượng và có hiệu quả được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Trà hướng đến và đang triển khai 16 chương trình cho vay ưu đãi. Trong đó một số chương trình phát huy hiệu quả cao như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với hơn 8.200 hộ vay, tổng dư nợ đạt gần 450 tỷ đồng. Hơn 95% khối lượng giao dịch của ngân hàng với khách hàng được thực hiện an toàn, thuận lợi, giúp người dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ ngay tại địa bàn sinh sống, tiết giảm thời gian và chi phí. Trong thời gian tới, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục thực hiện phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, huyện, xã nhằm triển khai những cái chương trình chính sách mới của chính phủ, của ngân hàng cấp trên, thực hiện đồng bộ những cái giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động giao dịch xã. Nguồn vốn tín dụng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Trà đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại các xã vùng sâu, vùng xa vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, làm chủ kinh tế hộ. Trung bình mỗi năm có từ 3 đến 5% số hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thoát nghèo, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.